Ngay lúc này thì đó chính là màn ra sân của tổ trọng tài cùng với các cầu thủ thi đấu chính thức của hai đội FC Sự Kiện Hoài Đức và FC Sự Kiện Bia Hà Đông. Và ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ cùng dành một tràng vỗ tay cổ vũ cho hai đội đi ạ. Và như vậy tiếng còi khai cuộc đã được cất lên. Giao bóng được về FC Sự Kiện Hoài Đức và cú sút ngay. Tất thành Hiếu Kiêm. Sút ngay. Tình huống ra chân đến cầu thủ mang số 17 Nguyễn trong một tình huống nguy hiểm để uy hiếp thành của Đặng Thể. Anh Tài. Anh Tài nguy hiểm ra chân không vào. Một giải trước thi đấu ở vị trí trung vệ. Sút ngay rất nguy hiểm. Bắt nhận. Cầu trả rất nguy hiểm. Hướng bắt bóng gọn của mình cho FC Sự Kiện Hoài Đức. Đánh đầu. Hướng đánh biên. Đã có tình huống đẩy người của tấn bộ đồ. Và thì cứ thưởng. Hiếu Kiêm nguy hiểm. Vẫn là Hiếu Kiêm. Tuyến này không. Hiếu Kiêm nguy hiểm. Vẫn là Hiếu Kiêm. Tuyến này không vào. Hiếu thưởng. Hiếu Kiêm nguy hiểm. Vẫn là Hiếu Kiêm. Tuyến này không vào. Anh Tài đã nhận được phần tài trợ rất lớn của hãng Bia Hà Đông, không phải Bia Hà Nội. Nguy hiểm và lại Hiếu Kiêm. Thiên Thành. Và rồi đó chính là pha cản phá của Đức Cười. Anh Tài qua người Thiên Thành, vẫn là anh Tài sút ngay không được. Thiên Thành. Vẫn là sự chắc chắn của Hương Dương. Liệu là một pha phối hợp hay là sút ngay đây? Phối hợp thế này không được. Lợi thế dành cho Bia Đông bởi những tình huống bóng xa. Vẫn tình huống treo bóng xa. Bắt Nhật. Đức Toàn. Bắn tay sút ngay. Vũ Tiến. Thủ bên phía hai đội. Chúng ta vẫn chỉ thấy được rằng những tình huống cầu bóng xa được với tấn công rồi. Quả người thứ này bắt được. Quả người thứ kéo xuống đây vào. Tiến Tú Xuân Tuyết. Quả người thứ này anh Tài xuống ngay. Xuống ngay không được. Đá bóng. Một tình huống pha bóng an toàn của Xuân Tuyết. Đức Chiến xuống ngay. Xuất ngay. Kiến Tú không được. Thế này. Toàn. Đất Tuyết. Cái đầu rất nguy hiểm. Tình huống phối hợp hay là tình huống xuất ngay. Anh Tài. Vẫn là anh Tài. Anh Tài không. Anh Tài. Không được.
của Văn Nhật. Đứng cười. Không được, đất đang đến người đàn ông. Trong phim thì các bạn không chẳng kết quý. Không chẳng kết anh Tài. Trọng Quân. Đúng pha bóng chuyển của Trọng Quân. Hàng Hậu. Rất nguy hiểm. Quả bóng rất mạnh của Đặng Đức Đươi. Rất nguy hiểm. Vượt qua được Văn Hậu. Văn Hậu rất hay.